chào các em học sinh. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Mai Cúc, giáo viên bộ môn toán trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài 13, bội và ước của một số nguyên môn số học 6. Trước khi vào bài mới ngày hôm nay thì cô sẽ nhắc lại một số kiến thức cũ về bội và ước của một số tự nhiên. Câu thứ nhất, cho A bằng 12, B bằng 3, hỏi A có chia hết cho B không? Vì sao? Vậy để trả lời được A có chia hết cho B không thì chúng ta sẽ xét xem 12 có chia hết cho 3 không? Vì 12 chia hết cho 3 cho nên chắc chắn rằng A cũng sẽ chia hết cho B. Ta có 12 chia 3 thì bằng 4. Viết ngược lại, 12 chính là bằng 3 nhân 4. Vậy thì khi nào 12 chia hết cho 3? Đó là khi có số tự nhiên 4 sao cho 3 nhân 4 bằng 12, thì khi đó 12 chia hết cho 3. Vậy tổng quát lên, nếu cô gọi 12 là A, 3 là B, 4 là một số tự nhiên quy nào đó, vậy thì khi nào số tự nhiên A chia hết cho số tự nhiên B với B khác không? Số tự nhiên A chia hết cho số tự nhiên B với B khác không khi có số tự nhiên quy sao cho A bằng B nhân quy. Khi A chia hết cho B thì ta còn nói A chính là bội của B và B chính là ước của A. Đây chính là định nghĩa bội và ước của một số tự nhiên. Chúng ta nhớ lại cách tìm bội của một số tự nhiên khác không. Muốn tìm bội của một số tự nhiên khác không thì ta chỉ cần lấy số đó nhân lần lượt với 0, 1, 2, 3, vân vân. Cô ví dụ, muốn tìm bội của 3 thì ta chỉ cần lấy 3 nhân với 0, 1, 2, 3. Kết quả tìm được chính là bội của 3. 3 nhân 0 thì bằng 0. Tiếp tục 3 nhân 1 thì bằng 3. 3 nhân 2 là bằng 6. 3 nhân 3 bằng 9, vân vân. Và khi viết tập hợp bội của một số tự nhiên thì các bạn nhớ là phải viết dấu 3 chấm. Tại vì ở đây thì còn các bạn có thể nhân với lại 4, 5, 6 vân vân ha. Tiếp theo đó là nhớ lại cách tìm ước của một số tự nhiên A với A lớn hơn 1. Muốn tìm ước của một số tự nhiên A lớn hơn 1 thì ta sẽ lần lượt chia A cho các số tự nhiên từ 1 đến A để xét xem là A sẽ chia hết cho những số nào. Khi đó các số ấy chính là ước của A. Cô ví dụ, muốn tìm ước của 6 thì chúng ta sẽ xét xem từ 1 đến 6, 6 sẽ chia hết cho những số nào. Như vậy từ 1 đến 6, 6 sẽ chia hết cho 1, 2, 3, 6. Cho nên 1, 2, 3, 6 chính là ước của 6. Như vậy 6 có 4 ước. Vừa rồi, chúng ta đã nhắc lại định nghĩa bội và ước của một số tự nhiên. Vậy thì bội và ước của một số nguyên sẽ được định nghĩa như thế nào và có những tính chất gì thì chúng ta sẽ trả lời trong bài học ngày hôm nay, bài 13, bội và ước của một số nguyên. Các bạn ghi bài vào. Chúng ta đi vào phần 1 nhỏ, bội và ước của một số nguyên. Các em sẽ hoàn thành cho cô yêu cầu của chấm hỏi 1. Viết các số 6, âm 6 thành tích của hai số nguyên. Yêu cầu của đề bài này nghĩa là đối với số 6 thì các bạn sẽ xét xem là hai số nguyên nào nhân với nhau ra bằng 6. Tương tự như vậy, đối với âm 6 thì các bạn cũng xét xem là hai số nguyên nào nhân với nhau ra bằng âm 6. Bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt từng số. Đối với 6, 6 thì nó chính là bằng 1 nhân 6. Tiếp theo, 6 cũng có thể là bằng âm 1 nhân âm 6, vì là hai số nguyên âm nhân với nhau sẽ ra số nguyên dương. Tiếp theo, 6 có thể là bằng 2 nhân 3. Rồi từ đây ta có thể viết được đó là 6 chính là bằng âm 2 nhân cho âm 3. Vậy là hết rồi ha. Tiếp theo, đối với âm 6, để mà nhân được hai số nguyên mà nhân được với nhau ra là một số nguyên âm thì chắc chắn là hai số đó phải khác dấu với nhau rồi. Vậy thì âm 6 chính là bằng âm 1 nhân cho 6, hay
âm 6 chính là bằng 1 nhân âm 6. Nó cũng bằng âm 2 nhân 3 và bằng 2 nhân âm 3. Như vậy ta đã viết các số 6 và âm 6 thành tích của hai số nguyên. Vậy ta có ở đây ha. Âm 6 thì bằng âm 1 nhân 6, tương tự đối với nhân số tự nhiên vậy. Khi mà âm 6 bằng âm 1 nhân 6 thì cô nói rằng âm 6 chia hết cho âm 1. Vì có số nguyên 6 sao cho âm 1 nhân 6 ra bằng âm 6. Vậy nếu cô gọi âm 6 là A, âm 1 là B, 6 là Q. Vậy khi nào thì ta nói số nguyên A chia hết cho số nguyên B với B khác không? Ta sẽ định nghĩa tương tự như đối với số tự nhiên. Với A và B là các số nguyên và B khác không, ta nói A chia hết cho B nếu có số tự nhiên, nếu có số nguyên Q sao cho A bằng B nhân Q. Và khi A chia hết cho B thì ta nói rằng A chính là bội của B và ngược lại B chính là ước của A. Ta có định nghĩa bội và ước của một số nguyên. Nó tương tự như là định nghĩa bội và ước của một số tự nhiên. Các bạn ghi bài vào vở ha. Ta sang phần B nhỏ. Ví dụ, dựa theo định nghĩa thì cô có ví dụ như sau. Ví dụ như âm 10 chính là bội của âm 5. Là vì có số nguyên âm 2, sao cho 5 nhân âm 2 chính là bằng âm 10. Hay nói một cách ngắn gọn dễ hiểu hơn, âm 10 là bội của âm 5 vì âm 10 chia hết cho âm 5. Ngoài ra, ta có thể nói rằng 16 là bội của âm 4 là vì 16 chia hết cho âm 4. Các em có thể lấy một số ví dụ khác. Chúng ta tiếp tục chấm hỏi 3. Tìm các bội và ước của 6 và âm 6. Thì lúc nãy các em đã viết được là 6 và âm 6 thành tích của hai số nguyên. Thì các bạn có thể dựa vào đây và dễ dàng tìm được ước của 6 và âm 6. Bạn thấy là 6 nè. Chia hết cho 1, 6, âm 1, âm 6, 2, 3, âm 2, âm 3. Cho nên rằng các số này chính là ước của 6. Các bạn nhìn ở đây, để viết được tập hợp ước của 6, các bạn chỉ cần là nắm được cho cô rằng là 6 nó sẽ chia hết cho 1, 2, 3, 6. Sau đó các bạn viết số đối của những số đó vào trong cái tập hợp ước của 6. Tiếp theo, ước của âm 6, ta thấy là âm 6 này chia hết cho âm 1, 6, 1, âm 6, âm 2, 3, 2, âm 3. Cho nên là các số này chính là ước của âm 6. Vậy sau khi mà tìm được ước của 6 và âm 6 thì các bạn có nhận xét gì về hai cái tập hợp này? Các bạn thấy rằng tất cả các phần tử của hai tập hợp này đều giống nhau, mà hai tập hợp và tất cả các phần tử của nó đều giống nhau như vậy thì hai tập hợp đó là hai tập hợp bằng nhau. Như vậy ở đây ta suy ra được rằng tập hợp ước của 6 chính là bằng tập hợp ước của âm 6. Mà 6 và âm 6 là hai số đối nhau nên cô có nhận xét như sau: hai số mà đối nhau thì sẽ có tập hợp ước bằng nhau. Tiếp theo, ta đi tìm bội của 6 và âm 6. Để tìm bội của 6 và âm 6 thì ta sẽ thực hiện phép tính nhân. Muốn tìm bội của 6, cô sẽ lần lượt lấy 6 nhân cho 0. 6 nhân 0 thì bằng 0. 6 nhân 1 thì bằng 6. Rồi cô có thể lấy 6 nhân cho âm 1 thì bằng âm 6. Rồi 6 nhân 2 thì bằng 12. 6 nhân âm 2 thì bằng âm 12. Vân vân. Và các kết quả tìm được này, nó chính là bội của âm bội của 6. Như vậy, bội của 6 chính là 0,5.
0 nè, 6 nè, âm 6, 12, âm 12, vân vân. Tương tự như vậy, ta sẽ tìm được bội của âm 6 bằng cách lấy âm 6 nhân lần lượt với 0, 1, âm 1, 2, âm 2, vân vân, thì ta cũng tìm được các số đó là 0, 6, âm 6, 12, âm 12. Và ta viết nó dưới dạng tập hợp như sau. Và các bạn lưu ý cho cô ở đây là các bạn sẽ còn nhân được nữa, cho nên khi các bạn viết tập hợp bội của bất kỳ một số nguyên nào thì các bạn nhớ là phải ở đây các bạn phải viết chấm phẩy rồi dấu 3 chấm. Sau khi tìm được bội của 6 và âm 6 thì các bạn có nhận xét gì về hai cái tập hợp này? Các bạn thấy rằng tất cả các phần tử của hai tập hợp này đều giống nhau. Như vậy hai tập hợp này cũng là hai tập hợp bằng nhau. Mà 6 và âm 6 là hai số đối nhau. Nên từ đây cô có một nhận xét rằng hai số mà đối nhau thì sẽ có tập hợp bội bằng nhau. Và cô đã hoàn thành cái bài giải của cái phần chấm hỏi 3. Các bạn có thể viết cái bài giải này vào vở của mình. Và qua cái chấm hỏi 3, cô có hai cái lưu ý như sau. Nếu A là bội của B thì âm A cũng là bội của B. Cô ví dụ 6 là bội của 2 thì âm 6 cũng sẽ là bội của 2. Vậy khi các bạn viết tập hợp bội của 2, các bạn viết 6, xong các bạn viết luôn số đối của nó, các bạn không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Tiếp theo một cái lưu ý nữa, đó là nếu B là ước của A thì âm B cũng là ước của A. Cô ví dụ nếu 2 là ước của 6 thì âm 2 cũng là ước của 6. Ở đây, khi các bạn viết tập hợp ước của 6, các bạn biết là ước của 6 đó chính là 2. Thì khi các bạn viết 2, xong để cho đơn giản các bạn viết số đối của nó nữa, đó chính là âm 2. Chúng ta sang phần C nhỏ. Chú ý, sách giáo khoa trang 96, cô có các chú ý như sau. Thứ nhất, nếu A bằng B nhân Q với B khác 0, thì ta còn có thể nói rằng A chia cho B được Q và viết A chia B bằng Q. Cô ví dụ, nếu cô có âm 15 bằng âm 5 nhân 3, thì cô có thể nói rằng âm 15 chia cho 5 được 3 và có thể viết rằng âm 15 chia âm 5 bằng 3. Nhớ là khi các bạn nhân hoặc chia cho một số nguyên âm thì các bạn phải đóng ngoặc cái số nguyên âm này lại để cho tránh nhầm lẫn giữa số nguyên âm và phép tính. Chú ý thứ hai, số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0. Tại sao lại nói như thế? Vì số 0 chia hết cho mọi số nguyên, không chia cho số nào cũng bằng 0, nhưng không thể thực hiện phép chia được cho số 0, cho nên ở đây là số 0 là bội của mọi số nguyên nhưng mà phải khác 0. Tiếp theo, một chú ý thứ ba, đó là số 0 không phải là ước của bất kỳ số nguyên nào. Tại sao lại nói như thế? Tại vì ở đây ta không thể thực hiện được phép chia cho số 0, cho nên không phải là ước của bất kỳ số nguyên nào. Tiếp theo, các số 1 và âm 1 là ước của mọi số nguyên. Vì mọi số nguyên đều chia hết cho 1 và âm 1, cho nên 1 và âm 1 là ước của mọi số nguyên ha. Tiếp theo, chú ý thứ 5, nếu C vừa là ước của A vừa là ước của B thì C cũng được gọi là ước chung của A và B. Cô ví dụ, nếu cô có âm 3 vừa là ước của 9 vừa là ước của 21 thì âm 3 sẽ là ước chung của 9 và 21. Chúng ta sang phần 2 nhỏ.
Ví dụ 2, cái phần chú ý các bạn chỉ cần nhớ cho cô, các bạn không cần ghi ha. Ví dụ cô có ước của 8, thì các bạn sẽ xét xem là 8 sẽ chia hết cho số nguyên nào. Thì 8, các bạn nhớ là 8 sẽ chia hết cho 1 nè, 2 nè, 4 nè, 8. Khi các bạn ghi số này thì các bạn chỉ cần viết thêm các số đối của nó vào nữa là được, các bạn làm nó rất là đơn giản. Tiếp theo, ví dụ muốn tìm bội của 3, tìm bội của 3 thì các bạn phải thực hiện phép tính nhân ha. Muốn tìm bội của 3 thì đầu tiên các bạn sẽ lấy 3 nhân 0 nè, 3 nhân 0 thì bằng 0, 3 nhân 1 thì bằng 3. Khi viết 3 thì các bạn viết luôn số đối của nó là âm 3. 3 nhân 2 thì bằng 6. Khi viết 6 thì các bạn viết luôn số đối của nó là âm 6. Tương tự như vậy, 3 nhân 3 bằng 9. Số đối của 9 là âm 9. Ngoài ra còn có thể nhân được nữa, nên ở đây các bạn nhớ là phải sử dụng dấu 3 chấm trong khi các bạn viết tập hợp bội của một số nguyên nào đó. Để củng cố cho phần 1 bội và ước của một số nguyên thì các bạn sẽ hoàn thành cho cô cái bài tập sau. Các câu sau đúng hay sai? Câu 1, âm 3 là ước của 6. Ngược lại ta thấy rằng 6 nè sẽ chia hết cho âm 3, cho nên âm 3 chính là ước của 6. Vậy khẳng định này là đúng. Tiếp theo, câu 2, bội của 3 người ta viết như thế này, gồm có 1, 2, 3, 4, 5 bội. Thì các số này thì rõ ràng là chia cho 3 rồi, nhưng mà người ta chỉ liệt kê có 5 bội thôi. Mà cô đã nói khi các bạn viết tập hợp bội thì các bạn phải viết ở đây khỏi có dấu 3 chấm, vì còn nhiều số chia hết cho 3 nữa ha. Cho nên là ở đây người ta viết tập hợp bội của 3 là sai. Câu thứ 3, ước của 3. Ở đây người ta liệt kê có 5 ước, trong đó có số 0. Mà ta có một cái chú ý rằng 0 không phải là ước của bất kỳ một số nguyên nào, cho nên ở đây câu này là sai. Câu 4, không là bội của mọi số nguyên khác không, thì này cái này nó cũng là một chú ý ha. Đó, và cái khẳng định này là đúng. Không chia hết cho mọi số nguyên khác không, cho nên là bội của mọi số nguyên khác không. Câu 5, không là ước của mọi số nguyên. Câu này là một khẳng định, chắc chắn là sai. Vì ta có một chú ý là không không phải là ước của một số nguyên nào. Câu 6, âm 3 là ước chung của 3 và 6. Thì âm 3 vừa là ước của 3 nè, âm 3 lại vừa là ước của 6, cho nên nó chính là ước chung của 3 và 6. Thì đây là một câu đúng. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu định nghĩa bội và ước của một số nguyên. Vậy thì nó sẽ có những cái tính chất gì? Thì chúng ta sẽ sang phần 2 nhỏ, tính chất. Các bạn sẽ cùng xét cho cô ví dụ sau. Cô có 12 chia hết cho âm 6. Âm 6 lại chia hết cho âm 3. Vậy thì theo các em, 12 có chia hết cho âm 3 không? Chắc chắn là có rồi, 12 chia cho âm 3 bằng 4, nên là 12 sẽ chia hết cho âm 3. Như vậy, tổng quát lên, nếu cô gọi 12 là A, 6 là B, âm 3 là C, nếu cô có A chia hết cho B mà B lại chia hết cho C, thì theo cái ví dụ vừa rồi thì ta sẽ suy ra được một điều, đó là A cũng sẽ chia hết cho C. Vậy ta có tính chất thứ nhất, nếu số thứ nhất chia hết cho số thứ hai, số thứ hai lại chia hết cho số thứ ba, thì ta suy ra được rằng số thứ nhất sẽ chia hết cho số thứ ba. Và cô có cái ví dụ 3, chính là cái ví dụ vừa rồi cô đưa qua đây. Các bạn viết bài vào vở ha. Các bạn sẽ viết những cái gì mà cô để ở cái phần bảng ở bên trái ha. Tiếp theo, cô có một ví dụ nữa, đó là 6 chia hết cho 3. Thì suy ra 6 nhân cho âm 2 có chia hết cho 3 hay không? 6 nhân âm 2 thì bằng âm 12. Vậy chắc chắn là âm 12 sẽ chia hết cho 3. Như vậy các bạn thấy rằng khi 6 chia hết cho 3 thì 6 nó sẽ nhân cho một số nào đó, nó cũng sẽ chia hết cho 3. Như vậy tổng quát lên, nếu cô gọi 6 là A, 3 là B, âm 2 là M,
Vậy nếu cô có A chia hết cho B, vậy thì A nhân M có chia hết cho B hay không? Chắc chắn là theo ví dụ là ta có. À, có rồi ha. Như vậy, ta có tính chất thứ hai. Nếu A chia hết cho B thì bội của A cũng sẽ chia hết cho B. Và cô lấy cái ví dụ vừa rồi đưa qua đây làm ví dụ 4. Các bạn chép bài vào vở. Ví dụ tiếp theo, 12 chia hết cho âm 3 và 9 cũng chia hết cho âm 3. Vậy thì theo các bạn, 12 cộng 9 và 12 trừ 9 có chia hết cho âm 3 không? Bây giờ ta xét. 12 cộng 9 thì bằng 21. 21 thì chắc chắn là chia hết cho âm 3. 12 trừ 9 thì bằng 3. 3 thì cũng chắc chắn chia hết cho âm 3. Vậy ta thấy rằng nếu cả hai số mà cùng chia hết cho 3 thì tổng và hiệu của chúng cũng sẽ chia hết cho 3. Như vậy, tổng quát lên, nếu cô gọi 12 là A, 9 là B, còn 3 là C. Nếu cô có A chia hết cho C, B cũng chia hết cho C, vậy thì ta sẽ suy ra được điều gì? Đó chính là A cộng B chia hết cho C và A trừ B cũng sẽ chia hết cho C. Vậy ta có tính chất thứ 3. Nếu A chia hết cho C, B chia hết cho C thì tổng và hiệu của chúng cũng sẽ chia hết cho C. Và cô lấy cái ví dụ vừa rồi làm ví dụ 5. Các bạn chép vào vở. Các bạn sẽ làm cho cô chấm hỏi 4. Tìm 3 bội của âm 5. Cô B, tìm các ước của âm 10. Đối với âm 5 thì các bạn chỉ cần tìm cho cô 3 bội thôi. Đó. 3 bội âm 5 thì có thể là 0 nè, 5 hoặc là âm 5, vì ba số này đều chia hết cho âm 5. Ngoài ra các bạn có thể lấy như là 15 nè, và số đối của nó là âm 15 nè, hoặc là 25 nè, âm 25, vân vân ha. Câu B, ước của âm 10 thì ta biết rằng là âm 10 nè sẽ chia hết cho các số nè. 1 1 thì chắc chắn là sẽ có âm 1 nè, 2 âm 2, 5 âm 5, 10 âm 10. Các bạn chỉ cần nhớ 1, 2, 5, 10 rồi viết số đối của nó vào thôi. Rất là đơn giản ha. Như vậy âm 10 sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ước. Nhớ là khi các bạn viết liệt kê ước của một số nguyên thì các bạn phải liệt kê đủ các ước. Chúng ta cùng sang phần 3 nhỏ, bài tập. Bài tập thứ nhất đó là bài tập 102, sách giáo khoa. Tìm tất cả các ước của âm 3, 6, 11, âm 11. Chúng ta đầu tiên sẽ tìm ước của âm 3. Ước của âm 3 thì âm 3 sẽ chia hết cho 1 nè. Âm 1, 3. Số đối của nó là âm 3. Như vậy âm 3 sẽ có 4 ước. Tiếp theo, tìm ước của 6. Ước của 6 thì 6 sẽ chia hết cho 1, 2 nè, 3, 6 nè. Rồi các bạn viết thêm số đối của nó vào nữa, đó là âm 1, âm 2, âm 3, âm 6 để cho đơn giản. À. Tiếp tục là 11. 11 thì chia hết cho 1 nè. Chia hết cho 1 thì sẽ chia hết cho âm 1 nè. 11 và âm 11. Như vậy 11 sẽ có 4 ước. Tiếp theo đó là ước của âm 1 thì âm 1 chỉ chia hết cho 1 và âm 1 thôi nên sẽ có 2 ước. Các bạn sẽ xếp bài tập này, làm bài tập này vào trong vở bài tập. Tiếp theo, đó là bài tập 104 sách giáo khoa. Tìm số nguyên x, biết A, 15 nhân x bằng âm 75, B, 2 nhân giá trị tuyệt đối của x bằng 16. Chúng ta sẽ lần lượt đi giải từng câu. Câu A, 15 nhân x bằng âm 75. Vậy, muốn tìm x, x nó đóng vai trò là thừa số chưa biết. Ta muốn tìm thừa số chưa biết, ta sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết. À, các bạn sẽ lấy âm 75 chia cho 15, âm 75 chia cho 15 là bằng âm 5. Như vậy các bạn tìm được x là bằng âm 5. Câu B, 2 nhân giá trị tuyệt đối của x bằng 16. Vậy đầu tiên, ta phải đi tìm giá trị tuyệt đối của x bằng bao nhiêu. Giá trị tuyệt đối của x, thì ta muốn tìm nó thì ta sẽ lấy 16 chia cho 2. 16 chia 2 thì bằng 8. Như vậy giá trị tuyệt đối của x bằng 8. Nhưng đề bài yêu cầu là phải tìm x
Vậy số nguyên ít nào mà giá trị tuyệt đối của nó ra bằng 8? Vậy ta suy nghĩ đó chính có hai số, đó chính là 8 và âm 8. Vì giá trị tuyệt đối của 8 bằng 8 mà giá trị tuyệt đối của âm 8 cũng bằng 8, vậy x có thể là bằng 8 hoặc x bằng âm 8. Các bạn nhớ sửa bài tập vào trong vở. Tiếp theo, đó là bài tập 105. Điền số thích hợp vào ô trống cho đúng. Ở đây chúng ta có 3 hàng A, B. Và ở dưới chúng ta sẽ thực hiện phép tính là A chia B. Ở đây cô có 42 là A nè, B ở đây là 3. Ở dưới cô sẽ thực hiện phép chia, lấy 42 chia cho âm 3. 42 chia cho âm 3 thì sẽ bằng âm 14. Tiếp theo, số nào chia cho âm 5 ra bằng 5? Đó chính là âm 25. Các bạn nhớ lưu ý về dấu ha. Tiếp theo, 2 chia cho số nào bằng âm 1? Chắc chắn là nó phải chia ra số âm, thì ở đây phải là một số nguyên âm rồi. 2 sẽ chia cho âm 2 bằng âm 1. Tiếp theo, đầu tiên các bạn phải tính được cho cô giá trị tuyệt đối của âm 13 này bằng bao nhiêu. Giá trị tuyệt đối của âm 13 sẽ bằng 13. Ta lấy âm 26 chia cho 13. Âm 26 chia 13 chính bằng âm 2. Tiếp theo, 0 chia 7 thì đây sẽ bằng 0. Tiếp theo, 9 chia âm 1 thì sẽ bằng âm 9. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành cái bài học ngày hôm nay. Về nhà, các bạn sẽ làm cho cô các bài tập 103, 106 sách giáo khoa trang 21. Các bạn sẽ chuẩn bị trước cái câu hỏi ôn tập giữa kỳ mà giáo viên chủ nhiệm đã giao cho các bạn, để tiết sau giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn sửa. Và về nhà các bạn sẽ làm thêm cho cô hai bài tập sau. Các bạn sẽ làm vào vở bài tập tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong các bài học sau.